mà công nhận cái dáng anh Linh với bán cái bác sĩ Chiến giống nhau thiệt á. Hai người ở chung huyện luôn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái làn hơi này nghe mùi lắm này, nghe ca cổ chắc cũng hay lắm này. Ca cổ được không chứ? Làm câu giọng cổ. Anh làm câu giọng cổ đi, về miền Tây mà nghe được cái giọng mượt làm mà câu này. Nào à, em xin hát một câu một của bài Thương Em Nhiều Qua Lá Thư Xuân. Nãy thương thương mẹ, giờ tới thương em nè. Rừng giàu xuân, rừng thay áo mới, lá đỏ rơi đầy phủ lối quân đi. Giữa buổi hành quân dừng chân anh viết dồi, gửi về em bên ấy xa xôi. Anh gửi về em nơi miền xa xôi tổ quốc, đang buổi hành quân dừng chân anh nắng nót, con chim mừng xuân đang vui hót trên cành. Hay quá. Ở nơi đây rừng giàu xuân, rừng không có mai vàng, chỉ có hoàng hôn rừng buông sương xuống, và tiếng chim ngàn dục sớm buổi bình minh. Thương em nhiều quá áo dài mong manh, ruộng lúa đồng chưa mưa nắng tạo tầng, nuôi con thay chồng đánh giặc miền xa, đất bám đôi chân bàn tay ram nắng. Ngọt quá. Hay quá. Đứng lên vỗ tay luôn kìa. Quá tuyệt vời luôn. Thầy Thái phải ôm anh cái, bởi vì là em vô cùng thích những cái giai điệu ngọt ngào cũng như cái tình cảm của anh đã truyền tải vô những ca khúc. Hay quá. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.